Em xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Tiếp tục quay giới thiệu đến các bác bốn con đồng hồ tạ lê nữa, hàng của Đức quý vị nhé. Tất cả bốn con đã quay, đang quả lắc vẫn hoạt động bình thường. Quý vị nhé, đã test hoạt động bình thường hết. Bây giờ là 8 giờ 15. Tất cả lắc đang quay quý vị nhé. Hàng lắc hết, con nào mới vẫn lắc bình thường hết quý vị nhé. Tất cả hàng test hoạt động bình thường. Giá của các em nó là 7 triệu rưỡi một con quý vị nhé. Hàng bao đẹp, zin hoạt động tốt. Đây là đồng hồ tạ lê của Đức quý vị nhé, loại 2 tạ. Loại này là khi quý vị ạ, khi gần hơn 1 tuần hoặc 2 tuần, quả tạ này khi nó sa xuống dần sâu sâu thì quý vị kéo hai cái móc dây này kéo ngược để cho tạ nó lên ngược. Ấy, tạ nó có mục đích là nó lên cót cho đồng hồ thôi, không gì cả. Giá của em nó là 7 triệu rưỡi tất cả nhé quý vị. Nhớ hộ em này, đây là em số 1, đồng hồ số 1 này vẫn là 7 triệu rưỡi tất. Có con cuối cùng kia là rẻ hơn 500. Ô số 1 này 7 triệu rưỡi này, con số 2 này cũng là 7 triệu rưỡi quý vị nhé. Hoạt động bình thường hết, lắc vẫn hoạt động bình thường nhé. Đây, con số 3 này cũng là 7 triệu rưỡi nhé. Đây là con số 3, em ghi số 3 trên này, con này số 2 ghi này nhé. Chết rồi, rơi biển. Con số 4 là 7 triệu, tất cả hoạt động bình thường hết. Tại sao con số 4 7 triệu? Bởi vì con số 4 nó dính cái móc này này bác này, dính cái móc này này là nó bị mất, nên là móc này nên bác nào về chế được cái móc nào khác thì ok, hoặc là lật ngược móc lại đằng sau kia. Đấy không? Giảm 500 con thứ tư nhá. Đấy, còn tất cả đồ đồng nguyên bản hết quý vị nhá. Ok rồi. Mọi hoạt động bình thường. Đấy quý vị nhá, này. Cho một vòng này. Đấy, quay một vòng có nó đến ví dụ như đến giờ, đủ giờ của nó em sẽ đánh chuông, hoặc là đến 7 rưỡi hay 8 rưỡi chẳng hạn tùy. Đấy. Đấy, đến ví dụ cái vòng cứ rưỡi này, ví dụ 9 rưỡi chẳng hạn thì nó lại đánh chuông một lần, hoặc là 9 giờ mấy hồi chuông em nó đánh bình thường ấy. Đấy, con này đang đánh. Đấy, vừa quay 10 giờ nó gõ 10 lần cơ. Đấy quý vị nhé. Mọi chức năng hoạt động bình thường hết. Giá 7 triệu rưỡi một em. Em trong cùng kia là những cái móc của nó bị mất cái móc, còn là 7 triệu quý vị nhé. Cái móc đấy thì quý vị nào cũng làm được mà, thì móc nhỏ gọn treo lên cao chả ai để ý đâu. Còn tất cả đều hoạt, tất cả từ kim lẫn tạ này toàn bằng đồng hết, tất cả bằng đồng nặng hết, kể cả máy. Máy đồng hồ cũng là bằng đồng hết nhé quý vị nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại này giúp em nhé. Đây, alo trực tiếp đến 2.